Đây là cuộc nói chuyện về chúng tôi và khi dạng Nguyễn Ngọc Mùi. Xin chào anh Mùi, thưa em. Chào anh Nguyễn Xuân Nam, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi lời chào đến quý vị khán giả. Xin mời anh. Rồi, chúng ta bắt đầu tin tức vào ngày hôm nay và bản tin đầu tiên. Theo anh, bản tin nào hot nhất trong ngày để gửi đến quý vị, thưa anh? Dạ thưa anh, bản tin cũng không ngoài lệ là bản tin của cựu Tổng thống Donald Trump. Thì thưa anh, vào những ngày hôm qua thì khi mà bên công tố viên đặc biệt là ông Jack Smith đã thu thập được thêm một số tài liệu và một số băng ghi âm là audio về việc trao đổi giữa cựu Tổng thống Donald Trump với những người đó họ không có cái giấy phép để hoặc là họ không có một cái lý lịch trong sạch để mà xem được những tài liệu mật đó. Thì như vậy cái audio, cái tape đó đã có được cố vấn đặc biệt ông Jack Smith cũng giống như là bằng chứng cho thấy rằng là trước 2 ngày khi mà FBI xuống lấy lại một số tài liệu ở Mar-a-Lago thì 2 người nhân viên đó đã phải chuyển nhận hồ sơ để cho sao. Thì những cái yếu tố đó đã được công tố viên có bằng chứng đó. Thì bây giờ thêm ngày hôm nay xem trên đài chương trình của FBC, người dẫn chương trình là Man, nói chuyện với một nhà phân tích pháp lý. Nhà phân tích pháp lý này có tên là Melissa Murray thì cho rằng nếu như mà cựu Tổng thống Donald Trump mất đi một tài liệu bí mật thuộc về quân sự thì cái lý do này để cho cựu công tố viên là ông Jack Smith có thêm hồ sơ truy thủ trong thư anh số 5 và tin đặc biệt là ngày hôm nay. Và tin kế tiếp nữa, thế Nam biết là trước đây anh em mình có thảo luận và cũng đưa tin là hiện nay là AI tức là trí thông minh nhân tạo có thể là ảnh hưởng đến vấn đề thị trường lao động, đồng thời có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào năm 2024 mà trước đây là một số nhà phân tích cũng như nhà kỹ thuật cảnh báo đến quốc hội dân. Và thì khi mà AI tức là trí thông minh nhân tạo á, nó ảnh hưởng thế nào, và trí thông minh nhân tạo đẻ ra chat GPT và chat GPT đã lấy mất việc làm như thế nào, thì đó là những bản tin ngày hôm nay thưa anh. Mời anh bắt đầu bản tin đầu tiên thưa anh. Dạ, bản tin đầu tiên thì trong những ngày hôm qua thì quý vị đã nghe thấy rằng là cựu tổng đốc Trung là có ý định trước khi mà rời tòa Bạch Ốc tức là đem hồ sơ mật tức là những tài liệu mật về Mar-a-Lago rồi, thì ngày hôm nay ở trên đài truyền hình MSNBC người dẫn chương trình đó là Amen và nhà phân tích pháp lý là Melissa Murray nói như thế này: nếu như mà cựu tổng thống Trump không tìm ra được tài liệu quân sự bị mất á, thì cái lý do này có thể giúp cho công tố viên đặc biệt hiện nay là ông Jack Smith công cụ thêm hồ sơ truy tố ông Trump. Đó là chuyên gia pháp lý Melissa Murray bà tuyên bố như vậy. Việc mà ông Donald Trump không thể đưa ra một tài liệu tuyệt mật của chính phủ mà ông được nghe nói là đang thảo luận với nhiều người, đặc biệt là những người này chưa được thanh lọc vấn đề an ninh hay là thanh lọc về lý lịch an ninh cá nhân của mình trong một cuốn thép mà hiện nay tức là Bộ Tư pháp đang sở hữu cái thép này, đã làm tăng lên cơ hội cho cựu công tố viên đó là ông Jack Smith thêm chứng cứ trong cái bản cáo trạng có thể sắp tới. Thì phản ứng trước cái báo cáo gây xôn xao dư luận rằng là cựu tổng thống đã khoác lác và khoe tài liệu nhạy cảm và giờ nó đã biến mất rồi, thì nhà phân tích pháp lý đó là Murray tuyên bố là cố vấn đặc biệt là ông Jack Smith hiện nay có thể thêm điều đó vào cái cáo trạng điều tra của ông ta. Điều này có thể bao gồm cả việc là có thể cựu tổng thống vi phạm đạo luật và gián điệp. Thì thưa quý vị, một số nhà phân tích nói thế này: cho dù là cựu tổng thống Trump giữ cái tài liệu mật đó đi, mà nếu không chia sẻ những tài liệu cho một người nào khác và không đánh mất cái tài liệu đó đi, thì cái vấn đề mà Bộ Tư pháp cân nhắc truy tố hay kết tội không, sự cân nhắc rất lớn lao. Và từ trước đến nay một số nhân vật lãnh đạo cao cấp phải không, họ có giữ những tài liệu
Tuy nhiên, họ không bị truy tội. Tiếng cựu tổng thống Trump không ngoại lệ. Nhưng hiện nay có những bằng chứng rằng cựu tổng thống Trump cố tình dựng cái tài liệu này, và cựu tổng thống Trump có thể chia sẻ những cái tài liệu cho những người khác. Và ngày hôm nay, theo nhà phân tích pháp lý đó là Murray, cựu tổng thống Trump đang đánh mất, có thể là đánh mất một cái tài liệu mật ảnh hưởng về quân sự. Thì nếu điều này mà đúng như vậy á, thì đây là bằng chứng rất cụ thể để thêm vào bản cáo trạng. Có thể là cái điều này nằm trong cái đạo luật là cái vấn đề phạm đạo luật là gián điệp. Điều này thực sự là quan trọng. Nếu ông Trump không thể tìm ra hoặc là có tài liệu mà cho rằng tài liệu đã đánh mất, hoặc nếu tài liệu này vẫn thiếu trong sao mà lưu giữ, là không chỉ đơn giản là việc lưu giữ các tài liệu mật hay là tài liệu nhạy cảm này, việc xử lý bất cẩn của những tài liệu này đây là gây ra mối lo ngại thực sự cho an ninh quốc gia. Thứ nhất là những người nằm trong lĩnh vực tài liệu đó bị tổn hại, và thứ hai thì các đồng minh của Hoa Kỳ họ có thể tin tưởng với chúng ta loại thông tin này trong tương lai nữa, thì đó là cái nguy cơ, không phải là nguy cơ cho cá nhân, những người nằm trong lĩnh vực những tài liệu nước đồng minh tin tưởng rằng là những tài liệu mật đó giữ được bí mật ở quốc gia Hoa Kỳ than. Mời anh tiếp thêm 10. Bằng tin kế tiếp nữa là thật ra nói chuyện vấn đề cựu tổng thống Trump thì quá nhiều trong nhiều sáng nam, và hình như là một số người nói, ủa tại sao cứ lập đi lập lại cựu tổng thống Trump hoài vậy. Hình như cách đây mấy tuần chúng tôi cũng có đưa tin vấn đề mà trí thông minh nhân tạo AI á, thì một số chuyên gia về kỹ thuật á, thì họ cũng đã cảnh báo rằng nếu như mà tòa thượng cấp viện không có xem xét lại cái vấn đề mà trí thông minh nhân tạo á, thì sẽ ảnh hưởng vấn đề cuộc bầu cử năm 2024. Thì bây giờ người ta cũng đưa ra những cái lý do lo ngại rằng là nhiều nguy cơ người ta sẽ bị mất việc bởi trí thông minh nhân tạo này. Tại vì bây giờ trong thời gian vừa qua, trí thông minh nhân tạo phát triển rất là mạnh mẽ trong những ngày gần đây, trong những tháng gần đây, những năm gần đây. AI là trí thông minh nhân tạo hiện nay đã bị đổ lỗi là trí thông minh nhân tạo đã cướp mất ít nhất là 3.900 công việc làm vào tháng 5 tại Hoa Kỳ. Theo một báo cáo thì cho gần 4.000 người Mỹ đã mất việc làm vào tháng 5 thì họ đã bị thay thế bởi cái trí tuệ nhân tạo. Thì đây là lần đầu tiên AI, tức là trí thông minh nhân tạo, bị đổ lỗi cho việc người lao động bị thất nghiệp. Hơn khoảng là 880.000 công việc làm đã bị cắt giảm trong tháng 5. Tức số năm đấy cũng số quá lớn thưa anh. Để phân tích của Challenger, theo phân tích của Gray và của Christmas, viện dẫn các điều kiện kinh tế và thị trường cũng như các vụ sáp nhập và mua lại những cái công ty là những yếu tố chính, và kèm theo đó là trí thông minh nhân tạo đã gây ra là việc cắt giảm là nhân lực trong tháng năm vừa qua. Thì khi mà nói đến những vấn đề mà điều kiện kinh tế thị trường giống như việc sáp nhập, các quý vị sáp nhập và mua lại những công ty, thì đây là một trong những dấu hiệu cho thấy rằng là đề mà trí thông minh nhân tạo thì hiện nay nó càng ngày càng phát triển mạnh. Thì nếu cho càng ngày càng phát triển mạnh á, thì quý vị thấy cái một số công việc sẽ bị mất, và một số là nhân viên làm cho những ngành nghề có thể là bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo này. Thì nói vấn đề mà sáp nhập và mua lại các công ty á, thì kể từ năm 2021 thì đến nay có ít nhất là năm, thử tưởng tượng là 365 là sáp nhập hoặc mua lại. Chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua thôi, 2023, là anh Nam và quý vị thử tưởng tượng có ít nhất là 70 vụ sáp nhập hoặc mua lại như vậy. Mà vấn đề sáp nhập và mua lại như này, quý vị thấy rằng
nhất là có thể là các nhân viên, và thứ hai là có ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế quốc gia. Thì như tháng 5 thì cái công ty là Asda, EG Group đó, đã bị mua lại, hoặc là cái công ty Chevron, PDC Energy đã sáp nhập hoặc là mua lại, vân vân. Ít nhất là có điều hành, ít nhất là có 70 cái vụ mua lại và sáp nhập như vậy. Những khoảng là 3.900 công việc đó, bị mất đó, thì người ta đổ lỗi cho là trí thông minh nhân tạo. Một công ty Challenger cho biết như vậy. Thì kết quả báo cáo, đây là lần đầu tiên là Insider cho biết rằng là trí thông minh nhân tạo đã thay thế đi con người. Theo một báo cáo có là 417.500 công ăn việc làm đã bị mất trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5. Đây con số rất là lớn. Thì bây giờ mình so sánh thì năm 2020, kể từ năm 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 2020 cho đến nay, thì đây là trong những tháng là từ tháng 1 đến tháng 5 là con số bị mất công ăn việc làm rất là cao. Bây giờ mình xem lại cái năm 2020 như thế nào. Thì quý vị biết năm 2020 là khi khi mà chúng ta chứng kiến sự bùng phát của đại dịch là corona, thì trong suốt thời gian mà đại dịch đó đã lấy đi ít nhất là khoảng 1 triệu công ăn việc làm trên toàn nước Hoa Kỳ. Rồi trước đó là năm 2008 thì theo Challenger thì cuộc suy thoái gây ra bởi cuộc khủng hoảng thị trường địa ốc và nhà ở đã khiến cho ít nhất là 820.000 công ăn việc làm bị sa thải bắt kể từ năm 2009. Thì như vậy trong thời gian tháng 1 cho đến tháng 5 không thôi, thì thưa anh Nam, quý vị thấy rằng là đã mất đi ít nhất là 417.500 công ăn việc làm. Thì mặc dù một số báo cáo rằng là trong cái tháng 5 vừa rồi đã có thêm công ăn việc làm không phải ít, thì như là tháng 4 có thêm được là 291.000 công ăn việc làm, rồi đến tháng 5 cũng vậy, có thêm ít nhất là 339 công ăn việc làm, đó là công ăn việc làm mới. Thì nhưng ảnh hưởng về trí thông minh nhân tạo AI đã mất ít nhất là 417 công ăn việc làm từ tháng 1 đến tháng 5 so với mùa đại dịch năm 2020, rồi so với cái cuộc khủng hoảng thị trường địa ốc năm 2008. Thì tuy nhiên hiện nay không phải là do thiên tai hoặc là do chu kỳ kinh tế, mà hiện nay là do nhân tạo, trí thông minh nhân tạo hiện tại AI. Thì theo một báo cáo, trí tuệ nhân tạo đã bị đổ lỗi cho khoảng 3.900 công việc làm bị cắt giảm trong tháng 5 vừa qua. Getty cho biết như vậy. Thì người phát ngôn nhân của Challenger nói với Insider rằng thì đây là lần đầu tiên mà AI trí thông minh nhân tạo được liệt kê là một trong những yếu tố góp phần gây ra tình trạng sa thải nhân công. Sự tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực nghiên cứu AI và tốc độ phát triển đến mức chóng mặt mà các kỹ sư đã tạo ra các chương trình là từ trì trên mạng có thể tương tác với hệ thống hoặc là với người người dùng, thì gọi là bot, nhằm hỗ trợ cho AI như ChatGPT chẳng hạn, đã làm dấy lên một nỗi lo ngại rằng là chúng có thể khiến cho con người trong các ngành dựa trên trí thức trở nên lỗi thời, và những cái ngành này sẽ bị mất việc rất là nhiều. Thì đầu năm nay ngay Goldman Sachs đã đưa ra một báo cáo dự đoán rằng các boost này tức là do AI cung cấp có thể ảnh hưởng đến ít nhất là 300 triệu công ăn việc làm trên toàn thế giới, không không riêng gì ảnh hưởng ở Mỹ mà ảnh hưởng luôn cả thế giới theo Đông Nam. Về cái ngân hàng đầu tư Wall Street đó, thì ngân hàng nó rất lớn, AI có thể gây ra một sự gián đoạn công việc làm hay là nhân viên một cách đáng kể cho thị trường lao động. Rồi bên cạnh đó là các nhà phân tích ước tính rằng AI có thể ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu công việc làm trên toàn thế giới. Rồi riêng là Goldman Sachs dự đoán rằng là 2/3 công việc ở Mỹ và châu Âu có thể
được tự động hóa bằng AI. Thì anh thường nghĩ rằng là nếu như hai bằng ba công việc, thì anh thường nghĩ rằng là nếu như AI này nó phát triển mạnh như như trong thời gian vừa qua và phát triển tiếp tục nữa, thì anh thường nghĩ thì công việc làm mất đến mức độ như thế nào. Nếu như mà AI mà thay thế cho con người á, đến như vậy thì con người ở nhà nhận án sinh xã hội nó khỏe hơn anh. Anh nghĩ sao? Rồi những người tại Hoa Kỳ, một số những công việc bị ảnh hưởng hầu hết đều có một phần một cách đáng kể, đó là cái công việc gọi là share of the workload. Thì những cái công việc này, theo những công việc này á, tức là thì như những công việc hợp đồng chẳng hạn, tức là một công việc phải hoàn thành trong thời gian nhất định nào đó là workload đó, thì có thể những công việc này có thể bị thay thế bởi AI không cần nữa. Thì các chuyên gia AI cũng đặt cảnh báo công nghệ mới có thể gây ra một mối đe dọa đến sự tồn vong nhân loại. Anh Nam biết, anh Nam cũng nhớ rằng là những nhà phân tích về khoa học á, và những nhà phân tích về xã hội học á, thì họ lo ngại rằng nếu như mà thì thông minh nhân tạo này tạo ra những robot á, thì những robot này á nó nói chung là có tư riêng của nó và như là con người không kiểm soát được á, thì nó sẽ mối đe dọa cho sự tồn tại của người người sau Nam. Anh còn nhớ những phân cách đó. Rồi người chủ của OpenAI đó là Sam Altman, người có thì ông ta đã có công ty đào tạo ra là ChatGPT á, và đồng thời là một bộ già của AI là ai? Geoffrey Hinton, thì nằm trong số hơn là 350 nhân vật nổi tiếng. Thì họ xem là AI là mối đe dọa hiện hữu cho nhân loại, tức là mối đe dọa cho nhân loại hiện đại á. Rồi tỷ phú là Elon Musk thì nằm trong số hàng trăm chuyên gia đã kêu gọi là tạm dừng phát triển AI tiên tiến trong khoảng 6 tháng để các nhà lãnh đạo có thể xem xét cách tiến hành một cách an toàn hơn. Thì anh thấy đến bây giờ là các nhà mà họ giàu có, các nhà mà nhà khoa học bây giờ là họ đang chờ điều này từ những năm. Thì đó là ông Elon Musk, thì trong một lần xuất hiện tại một hội nghị của Wall Street Journal ở London thì vào tuần trước thôi, thì ông Elon Musk cũng cho biết là ông nhìn thấy là vấn đề AI này không khác gì cuộn phim mà gọi là cuộn phim kẻ hủy diệt và trong một phim khoa học viễn tưởng vào năm 1984 James Cameron á. Không biết là anh Nam có xem cái phim viễn tưởng này không hả? Rất tiếc là không có xem anh nha. Cái bộ phim khoa học viễn tưởng của năm 1981 này á, tức là đấy là một kiệt tác khoa học viễn tưởng và được xác định cái thể loại của ông James Cameron. Thì ông ta có suy nghĩ rằng rằng là khi mà khoa học tiến bộ thì người máy có thể thay thế con người, mà khi người máy thay thế con người rồi á, thì những người máy sát thủ này á nó tan xác hết, tức là nó đâu, thì người máy đâu còn nhân tính nữa nữa đó. Thì cái nhân vật chính trong bộ phim này đó là ông Arnold Schwarzenegger, thống đốc của tiểu bang Kalian nữa đó, anh nhớ không? Đó. Thì đó thì ông Elon Musk ông so sánh AI này không khác cái bộ phim viễn khoa học viễn tưởng năm 1984 vậy. Tức là khi mà cái bộ máy mà nó hoạt động rồi, nó có tính chất riêng của nó tan rã nhân loại, nó tiêu vong nhân loại giống như là bộ phim viễn tưởng đó. Thì người ta đang lo sợ điều đó sau năm, và bây giờ trước mắt người ta lo sợ không phải là cái hòa là diệt chủng con người, là con người là bị đe dọa, mà nhưng bây giờ lo sợ rằng AI sẽ thay thế những cái công việc của con người, làm cho con người mất công ăn việc làm thế nào. Đó là bản tin vấn đề khoa học AI mà người ta đang lo sợ công ăn việc làm bị đánh mất trong tương lai. Cho nên ngày nay càng ngày càng lúc AI nó càng nhiều kinh nghiệm.
Nam bây giờ không biết ở nhà anh Nam có sử dụng những cái robot mà giống như robot Alexa chẳng hạn, là anh đặt trong nhà thì với anh nói nó là coi như là cho tôi cái tôi có cái hẹn 5 giờ nhớ nhắc tôi nghe. À, thì đến đúng 5 giờ nó nhắc anh Nam có cái hẹn nghe. Hoặc là anh có những thắc mắc thì như bây giờ là không biết là ông tổng thống là Bill Clinton sinh năm mấy, đâu bây giờ ông làm gì, nó sẽ trả lời cho anh dùng Alexa không đấy anh, Được không? hoặc là anh dùng những cái app á. Đó. Đó, anh thì dẫn anh ở nhà chẳng hạn, là anh ở công sở chẳng hạn, thì anh quên đóng cửa sổ hoặc là quên mở đèn chẳng hạn, thì có những cái app đó thì anh ra lệnh cho những cái app đó hoặc cho những cái phần đó, nó sẽ đóng cửa sổ cho anh nếu cài đặt những cái hệ thống tự động á, hoặc là thì mở đèn lên cho anh vào lúc 7 giờ chẳng hạn, hoặc là anh đặt những câu hỏi gì là anh cần những cái gì anh hỏi Alexa nó trả lời cho anh á, hoặc là những cái camera nó sẽ báo cho anh biết ai vào nhà, khi mà người ta bước vào nhà thì có máy tự động hỏi là anh là ai vậy, cần gì không, hoặc là bây giờ tôi không có ở nhà hoặc là người nhà đang làm việc xin hẹn ông vào lần khác, vân vân. Thì đó là những cái công cụ dùng hàng ngày mà đã như vậy là thưa anh, những cái công cụ Alexa thì anh, thì ví dụ như bây giờ anh muốn nghe nhạc tình chẳng hạn, anh nhạc buồn chẳng hạn, anh muốn nghe nhạc chiến tranh chẳng hạn, thì anh chỉ cần ra lệnh cho nó thì nó sẽ chọn lựa cho anh, nó sẽ phát ra cho anh thôi. Thì đó là những cái dụng cụ mình dùng hàng ngày thôi anh. Thì ví dụ như nhà mà có dùng Alexa chẳng hạn, thì ví dụ như trong lĩnh vực về thì cho mình hỏi về kinh tế hiện nay như thế nào, hôm nay có tin tức gì mới hay không, thì nó trả lời cho mình á. Vậy thì Nam còn lạc hậu quá, không Dạ chưa rồi. dùng được Dạ. robot. Thì như vậy bây giờ thì hiện nay bây giờ nổi cộm nhất á, là tháng 11 năm 2022, mấy năm ngoái thưa anh. Nổi cộm nhất là cũng gọi là chat GPT, và chat GPT á, bây giờ đã lấy mất đi một số công việc làm rồi. Thì anh Nam là anh đã nghe chat GPT rồi chưa? À, thì Có bây giờ nghe mà chưa biết sử là dụng anh. bây giờ người ta đặt câu hỏi là chat GPT là gì? Thì chat GPT là viết tắt của là chat generative pre-training transformer, đó là viết tắt của chat GPT. Là chat GPT là gì? Là một công cụ gọi là chatbot AI, tức là cũng thuộc là vị trí thông minh nhân tạo, được phát triển bởi doanh nghiệp là OpenAI, trụ sở tại quê hương của chúng tôi là San Francisco, với lĩnh vực nghiên cứu là trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI. Thì công cụ Chat GPT được doanh nghiệp ra mắt công chúng vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, tức là mấy năm ở đây thôi, rất là mới anh nghĩ sáng nay. Thì ngoài ra Sam Altman, tức là người sáng lập và phát triển công cụ này á, thì bên cạnh đó là có ai nữa, có Microsoft gia nhập vào cuộc chơi với số đầu tiên của Microsoft lên đến là 1 tỷ Mỹ Kim. À, thì công cụ này hiện đang gây một cái cơn sốt khắp nơi trên toàn thế giới và đặt gặt hái được nhiều thành công một cách đáng kể, thậm chí khẳng định là chat GPT có thể khiến hàng nghìn là dân văn phòng mất việc. Thì nay mai coi như là tòa soạn anh Nam chắc là chỉ cần một một người điều hành nhiều anh Nam thì coi như là nhân viên nghỉ việc ở trong anh Nam. Khi nào anh không cần rằng là thuê người viết quảng cáo, chỉ cần anh vô chat GPT viết cho tôi một quảng cáo về cái này cái nọ đó, hoặc là viết cho tôi một bản hợp đồng về mua nhà bán nhà này kia, nó làm được hết cho anh. Do đó anh cần là thuê những nhân viên nữa anh. À, thì như vậy là chắc GPT này họ khẳng định rằng thì khiến hàng nghìn dân văn phòng phải mất việc. Thì có thể hiểu là công cụ chắc GPT là một chương trình máy tính sử dụng là AI có thể hiểu, dễ để hiểu rồi phản hồi ngôn ngữ tự nhiên là theo cách giống như con người, kiểu như
anh hỏi gì đó thì nó trả lời cho anh, giống như là người với người trao đổi vậy, hiểu sao nào, với khả năng trả lời mọi thứ như một con người thật sự vậy, và có thể trình bày ý tưởng một cách rất là logic, một cách so sánh và rất là trôi chảy trong những trường hợp gặp phải những câu hỏi phức tạp. Bạn thấy không, nhiều khi có những câu hỏi có thể là anh hỏi mùa mùa không biết nữa, nhưng anh hỏi chat GPT nó sẽ trả lời anh. Bạn thấy ghê không? Rồi bây giờ anh nói là mùi bây giờ viết cho Nam một cái nhà hàng, đường story, rồi cái địa hình địa thế như thế nào, là anh nói mùi về việc cho anh một cái quảng cáo như vậy, thì mùi phải đến cái điểm đó, mùi xem địa hình địa thế như thế nào, mùi quay lượng khách như thế nào, mùi viết thì mất rất là thời gian. Nhưng khi mà anh hỏi chat GPT, họ có thể viết cho anh có thể trong thời gian rất ngắn, anh hiểu sao nào, anh thấy ghê không? Ghê Với quá. chat GPT này là người dùng có thể viết này, tức là có thể viết luận văn này. Thì dưới bây giờ trước đây anh đi học anh viết bài luận văn nào, anh nhiều khi anh nghĩ không ra, nhưng anh có thể đưa vô dự kiện, thì chat GPT viết anh bài luận văn anh sẽ ngờ được đó. Hoặc là bây giờ anh viết một thư tình cho anh, nói bây giờ anh nhát quá, anh viết một cái thư tình cho một người nào đó, người yêu hay là người nào đó, thì anh đưa ra dữ liệu anh muốn việc gì, thì chat GPT này viết cho anh một bài thơ gửi cho người tình rất là tuyệt vời. Rồi chat GPT có thể làm thơ nữa nữa lắm. Ok, thì dù bây giờ anh đưa ra những dự kiện là hôm nay trời đẹp này, trời đi, đặc biệt là San Jose này, nắng trong xanh này, cái nào anh đưa ra dự kiện sơ sài thôi, thì chat GPT nào có thể làm cho anh một bài thơ rất hay. Rồi sáng tác nhạc nữa, rồi tạo ra nội dung, anh muốn cần nội giống như thế nào thì đưa ra nội dung anh thế đó, rồi thiết kế một cái chương trình nữa. Thì như bây giờ anh muốn thiết kế một cái chương trình, thì như bây giờ hôm nay đi picnic chẳng hạn, thì bây giờ làm cho bọn chương trình, rồi hành trang như thế nào, chuẩn bị như thế nào, như thế nào, thì nó lên một cái chương trình cho anh. Và đồng thời đặc biệt thì xưa mà mua đi học á, đem việc về lập trình, về code này cái nọ, từ cái lỗi phải cái dấu chấm không đủ sai cho số năm, thì bây giờ chắc GPT nó thay thế cho mình làm ba cái lập trình này số năm, viết code cho mình, viết cái code đơn giản, viết cho mình luôn. Thế như vậy là những cái engineer mới ra đời á, mà làm việc mà code lập trình cách đơn giản thì coi như bị thay thế cho mà. Thì ChatGPT này được coi là một công cụ mạnh hơn so với chatbot truyền thống trước đây rất là nhiều. Rồi, thì bây giờ mình nói sơ về nguyên lý hoạt động của ChatGPT như thế nào. Nó rất là khá đơn giản. Thì hệ thống sẽ lấy những câu hỏi cụ thể của quý vị. Thì như bây giờ anh Nam đưa ra câu hỏi như thế nào? Thì bây giờ thì như anh Nam đưa ra câu hỏi là hôm nay ở San Jose trời như thế nào? Thì trả lời ngay của sang Nam. Trời hôm nay nắng có nhiều đồ đó. Giờ mặt trăng thăng như thế nào? Nó trả lời anh. Nhiều khi anh nếu như anh phải mất công anh xem thời tiết, phải không, thì anh chỉ cần vô là ChatGPT hay là anh Alexa thôi, hôm nay thời tiết ở San Jose thế nào, thì nó trả lời cho anh, phải không, thì ít nhất là anh phải đưa những câu hỏi cụ thể, rồi sau đó nó cung cấp những câu trả lời cho anh. Để có thể phản hồi cho người dùng thì mô phỏng này sử dụng dữ liệu là dạng về văn bản từ hệ thống Internet. Theo thống kê thì có tới khoảng 570 GB thông tin đến từ nhiều nguồn khác nhau, như là ít nhất là 300 tỷ từ được cập nhật trong cái hệ thống này. Thì anh thì nghĩ rằng là trong cái hệ thống này là cập nhật những cái data, những cái thông tin vào này, thì cái nào họ có những cái dữ liệu họ trả lời cho anh được chứ anh đã. Rồi. Theo Open AI thì mô hình ChatGPT được đào tạo bằng kỹ thuật bài học có tên là tiếng Anh gọi là Reinforcement Learning from Human Feedback, thì tạm dịch là học tăng cường từ phản hồi của người sử dụng. Thì công ty tuyên bố rằng là ChatGPT này có thể mô phỏng các cuộc trò chuyện, thì giống như mình trò chuyện với nó trả lời giống như người thật của anh Nam. Họ trả lời những câu hỏi của mình như thế nào, rồi
nhận ra lỗi của mình, coi như là mình đưa sai là tự nhiên mình đưa dự kiến sai, oh, nó sai rồi, như vậy là câu trả lời không thể có câu trả lời đâu, thì giống như vậy rồi rồi ngay cả ChatGPT thách tất cả các tiền đề mà không chính xác nữa đó, thì như bây giờ anh đưa ra những cái tiền đề mà không đúng chẳng hạn thì nó từ chối liền đó, đó. Và nói có thể lý anh có thể anh đưa vào những cái tiền đề nó đúng và chính xác hơn thì nó trả lời cho, còn những cái tiêu đề mình là vô lý thì nó không lý thì anh đi ghê không, thì như vậy thì bây giờ anh cái trí nhớ anh có thể anh nhớ dữ như vậy không, rất là khó, mà ChatGPT nó bây giờ nó bộ nhớ rất kinh khủng anh ngữ ra thì nó thay thế cái bộ nhớ người rồi đó. Thì chứ bây giờ là anh có thể anh dữ liệu của anh vào Nguyễn Xuân Nam sinh ngày mấy tháng mấy đó thì có thể ChatGPT nó nhận cái dữ liệu đó nó giữ anh để nó trao đổi anh sau này khi mà anh quên nó sẽ trả lời, ChatGPT sẽ dự đoán là phân tích rồi đưa ra câu trả lời dựa trên nguồn thông tin, thì có thể rằng là những cái đấy là những cái hệ thống cung cấp trong cái hệ thống này á, tức là dữ liệu đó là khi mà anh đưa ra những câu hỏi nào phân tích rồi đưa ra câu trả lời, thì để hoạt động hệ thống này sử dụng các thuật rất là phức tạp và đã qua nhiều cuộc thử nghiệm cũng như giám sát cách qua một thời gian rồi, thế nên bây giờ mà cho tung ra như vậy đó, thì theo một nghĩa là ChatGPT này á thì trước đây mình dùng cái máy á, là Alexa thôi, mình thấy đã là kiểu như một cái anh kiểu như ở nhà đó thì nó mới có cái Alexa đó, thì giống như mình quên cái gì mình hỏi nó thì nó trả lời một cách là chính xác. Thì dưới mình hỏi rằng là một quên là không biết là cái thời kỳ mà cựu tổng Bill Clinton á ra tranh cử vào lúc năm mấy ha, lúc đó mấy tuổi ha, thì nó trả lời một cách chính xác á. Đó thì người dùng cung cấp những câu hỏi, những cái câu hỏi và những dự kiến cụ thể như vậy. Thì dụ như bây giờ mình đơn sơ mình đơn giản thế này, bây giờ anh hỏi ChatGPT chẳng hạn, hỏi có bao nhiêu quỹ trong một năm mà nó trả lời anh, nó không cần giao dự anh ha. Nếu như mô hình trả lời sai thì câu trả lời đúng sẽ được nhập vào trong hệ thống đó. Thì hệ thống này có khái niệm nếu như câu trả lời sai mà nếu như có câu trả lời đúng á thì nó sẽ thấy thể câu trả lời đó sai liền và nhập vào hệ thống, thì sau này khi mà công câu hỏi đó thì nó trả lời đúng đúng chắc nó không sai chỗ nào, thì từ đó thì hệ thống có thể công cụ kiến thức và hiểu biết dữ liệu trở nên một cách chính xác trong tương lai. Thì càng ngày thì càng làm hoàn chỉnh hơn, thì có những cái sai trong những số năm nhưng nếu bây giờ những cái sai đó đang hoàn chỉnh lại để cho khỏi bị vấp phải cái sai đó nữa, thì ChatGPT có thể trả lời những câu hỏi viết văn này rồi trò chuyện với người sử dụng người dùng, thì công cụ này hoạt động giống như là một cuộc đối thoại giao tiếp giữa con người với con người. Thì chúng ta sẽ cung cấp cho ChatGPT những dữ liệu đầu và phần mềm sẽ cung cấp đầu ra cho quý vị. Thì bây giờ này nó dùng phần mềm hết trơn. Xong nào. Nên nếu như mà quý vị hỏi cái hệ thống này một câu hỏi thì nó sẽ trả lời câu hỏi đó cho quý bạn, quý vị. Nếu quý vị yêu cầu nó hãy tiếp tục những gì mà quý vị đang viết thì nó sẽ tiếp tục thực hiện cho quý vị. Thì bây giờ thì Duy Nam viết một bài luận văn chẳng hạn, bây giờ anh viết lỡ giờ nửa chừng mà thôi, thì bây giờ anh có thể nói ChatGPT này, ta bây giờ tôi tiếp tục viết tiếp hết cái bài thì nó sẽ thực hiện cho anh. Ví dụ như thế này, ChatGPT được yêu cầu lập gian ý trong bài luận văn nói về những lý do và không phải kinh tế chẳng hạn, thì nó sẽ đưa ra anh những cái dạng ý có cách đầu dòng cho anh ngay lập tức, anh vừa đó anh có thể viết thì bởi vậy thì hệ thống AI này rất là thu hút và những giới học sinh cũng giống như sinh viên vậy, mà tuy nhiên không phải là dễ mà dùng đâu. Những số Nam thì như bây giờ ChatGPT rồi viết anh bài luận phải không, trong khi đó Google này cái nọ tức là những cái điểm tương đồng như vậy, thì khi mà
là anh nạp bài cho thầy giáo á, thì nếu như mà đưa vào cái Google thì họ biết rằng là cái bài luận văn của AI viết liền. Thì nếu khi mà anh viết ra bài đó, anh có thể là dùng cái khả năng của anh sửa chữa một vài phần thì có thể nói anh số nào. Cái chữ về như vậy chúng ta không biết là khoảng chừng vài chục năm nữa sống và làm việc như thế nào anh. Thì bởi điều khó thì bây giờ nói là vấn đề mà về 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 nhà, về nhà báo này đó, về tòa soạn của mình này. Ok, bây giờ người tôi đã thị dụ chứ một cái nhà báo tự do ở Anh Quốc, ông này gọi là Henry William. Thì khi mà ông ta nhận một cái quảng cáo thì cái quảng cáo này á, thì thân chủ ông nói rằng bây giờ ông có thể viết cho tôi một cái bài báo về công thanh toán là gì thì cái chủ đề như vậy. Thì khi khi mà ông nói thế này, nếu như mà tôi viết hoàn thành cái đấy mất thời gian, thì tôi thử vào cái chat GPT như thế nào. Thì khi mà ông vào cái chat GPT á, chat GPT này, thì ông gửi một câu mệnh lệnh, ông nói viết một bài báo về là gì, anh Nam thử nghĩ như thế nào. Thì tưởng tượng chỉ cần sau 30 giây thôi, nó viết cho anh một cái vấn đề, một cái phần quảng cáo gì liền. Khi mà ông đặt cái vấn đề này, trời ơi, ông không ngờ được, không thể ngờ được chat GPT mà viết trong vòng 30 giây, mà viết trong vòng 30 giây này đâu phải là chuyện bình thường đâu. Viết 30 giây này gồm có này, lập luận này, gồm có luận cứ này, gồm có ngữ pháp này, rồi cú pháp này, rất là sâu sắc, không khác cái một bài luận văn cấp đại học. Anh tưởng tượng điều đó không? Nó là nghe chưa? Khi mà ChatGPT viết một quảng cáo này á, nó có lập luận này, lập luận là rất là logic này, rồi luận cứ này để thuyết phục người ta này, rồi ngữ pháp này, ngữ pháp đúng với cái vấn đề mà kinh tế, là vấn đề account này này, về ngữ pháp cũng vậy này, về cú pháp cũng vậy. Thì bây giờ anh thử nghĩ, Không có dễ đâu anh Mùi, viết mà đúng như vậy khó lắm, không có thế đó. dễ đâu. Thì bây giờ anh thử bây giờ anh thử vào chat GPT thì bây giờ anh muốn viết một quảng cáo thế nào thì anh được thử xem thử. Thì đây là ông Harry William á, nhà báo ở London, thì ông xác định như vậy đó, là ông đưa mình lần như vậy mà để cho tôi viết một quảng cáo cho thân chủ cho tôi vậy á, thì tôi phải mất thời gian. Nhưng khi mà tôi đưa ra những dữ liệu như vậy vào cái chat GPT á, thì chat GPT khoảng 30 giây sau là đưa cho tôi một cái bản quảng cáo mà tốt đẹp, tôi đọc tôi thấy cái nào nghe là tốt, là còn hơn cả mong đợi nữa. Với ông nói thế này, không phải ChatGPT viết ra một cái bản quảng cáo bình thường đâu. Mọi lập luận trong cái bản bài viết này, mọi luận cứ, có luận cứ và lập luận nữa, có luận cứ làm thế nào thuyết phục người ta, ngữ pháp nữa, không sai ngữ pháp, cú pháp nữa, đều có một chiều sâu, nó rất là logic, rất là trí thức anh là một bài luận của cấp đại học. Thì tuy nhiên cái vấn đề nội dung của ChatGPT Việt có thể bị Google khi nào chúng tôi còn nói họ phát hiện được. Thì nếu như mà sinh viên mà học sinh đó, mà nếu sử dụng như thế này á, thì quay chừng thì sẽ bị cho điểm zero liền lên xong này. Đó. Anh từng nghĩ tưởng tượng một ghê không? Thì nếu như anh Nam thì anh tin anh đã thử vào chat GPT thì anh Nam đó. Rồi thì bây giờ là thì nếu như mà mình đang làm kiểu như lập trình viên chẳng hạn, thì chat GPT có thể là một công cụ hữu ích trong cả mã hóa hoặc giảm đáng kể thời gian của các nhà phát triển trang web. Khi trước trang web khi trước là một học làm web, anh Nam việc web một lần SMMT, tức là từ dấu chấm dấu phẩy rất là khó lắm. Thế bây giờ cái ứng dụng này nó thay hết, dùng dựa trên ngôn ngữ lập trình và văn bản,
nó biết cho hết mình phải cần. Thì bên cạnh đó nó giúp cho quý vị giải thích các khái niệm và cách áp dụng code vào thực tế nữa, là đang khác nữa. Như vậy dễ thất nghiệp đó. Đó, quý vị có thể hoàn toàn là nhờ cái công cụ AI này viết code cho những website đơn giản của bạn. Thì trước đây là website có những cái wave, tức là nó có cái mô hình sẵn rồi, do đó mình không biết những đơn giản này. Thì bây giờ thì AI này còn đơn giản hơn nữa, nó giúp cho mình một cách đơn giản nữa, làm cái website nữa, cái trang làm trang web nữa, số nào thì ghê không? Thì tôi nói thế này, nếu như những người nào bắt đầu làm lập trình á, thì chắc chắn là mắc phải những cái sai lầm. Mà nghĩa là còn mới quá không thể xử lý được đó. Thì bây giờ nên sử dụng ChatGPT này đây, thì quý vị sẽ yêu cầu hệ thống kiểm tra sửa lỗi trong cái quá trình viết code cho mình. Thì ghê lắm. Thế như vậy thì cái đó là anh thấy sờ rồi, anh thấy sau này có thể đó là mới. Bây giờ hiện đang là người ta sử dụng đó, thì không biết là trong tương lai nó thay thế như thế nào, nó trong tương lai nó phát triển mạnh như thế nào nữa. Ok, bây giờ trong lĩnh vực giáo dục này thì ChatGPT được đào tạo bởi nguồn dữ liệu khổng lồ được cập nhật đến năm 2021, cũng giới hạn lĩnh vực. Lĩnh vực nào có từ chính trị, khoa học kỹ thuật, kinh tế, vân vân. Thì anh Nam và quý vị có thể là yêu cầu cái công cụ nào, công cụ này dạy bài tập, viết luận văn, làm thơ, thậm chí là giảng bài cho bạn nữa. Anh thấy mô thấy bây giờ là cái xưa làm toán, sau này học toán sao nào? Anh biết là thời kỳ nó ngồi bỏ toán lâu rồi, mới học cái toán 71, 72, 73 rồi district math ở đại học, là cái thời gian bỏ lâu rồi, bị là challenge rồi lắm. Bây giờ chắc GPT có thể giúp anh được. Thì anh không cần phải chạy đến cái giáo sư để mà hỏi nữa, là anh bây giờ một sinh viên cũng không cần đến cả chiêu là để mà hỏi nữa. Anh ghê thằng nào. Thì bây giờ học thì tương đối có dễ hơn cái xưa anh em mình học 1 năm à? Nam đâu rồi? Hello, Nam. Rồi bây giờ đặt câu hỏi này là bây giờ ChatGPT này có thể thay thế nhân lực không? Ok, thí dụ như trên thôi. Thì ông William đã nói việc ông nói như vậy. Thì bây giờ ChatGPT là thay thế ông viết một quảng cáo như vậy rồi. Thì bây giờ liệu bây giờ ông có thể rằng ông thể giữ được công việc đó hay không? Nếu như mà tòa soạn ấy giao cho ông viết một quảng cáo như vậy á, mất 2 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn, mà cái liệu chính xác hay không, và trả 2 3 tiếng đồng hồ như thế nào, thay vì với ChatGPT là việc dùng cho thì như ta thì như vậy là bị mất công ở Việt Nam. Thì công ty kiểm toán là PwC dự đoán rằng AI sẽ tạo ra mức 15.000 tỷ đô la trong sản lượng toàn cầu năm 2030. Thì cùng với thời gian đó thì việc làm bị AI đánh cắp. Thế vực nào đó thì như vậy là 3% công an bị mất rồi đó. Thì như vậy bây giờ là các em sinh viên, là các học sinh bây giờ là phải lo mình học ngành gì để sau này mà có việc làm cho nữ, nhưng mà những cái ngành ngành gì mà AI là bị mất rồi, thì coi như là thất nghiệp dễ dàng đó. Nhưng trên thực tế theo Richard DeVere, chuyên gia công nghệ tại hãng nghiên cứu là Ultima, tin rằng những công cụ như ChatGPT hiện nay có thể thay thế khoảng 20% lực lượng lao động năm ghê năm. Robot không hẳn sẽ có thể thay thế công việc của quý vị, nhưng một người sử được hỗ trợ của robot thì có thể. Thậm chí một số chuyên gia cả còn đưa ra con số 20% đâu, từ 50 đến 70% công việc sẽ bị thay thế bởi AI trong tương lai. Thì mới đây nhất thôi là BuzzFeed thông báo sẽ áp dụng
các cái tính năng của AI do OpenAI là nhà phát triển của ChatGPT cung cấp trong việc biên tập và sản xuất nội dung. Thì đáng nói hơn, thông báo này được đưa ra trong bối cảnh công ty truyền thông này vừa sa thải là 180 nhân viên, là chiếm khoảng 12% đội ngũ nhân sự năm ngoái. À, thì anh thấy bây giờ truyền thông và báo chí thì như vậy là nó sẽ giảm nhân lực để sử dụng AI. Thì ChatGPT hiện đang là một cơn sốt công nghệ toàn cầu. Nhiều video review ChatGPT cho thấy là công nghệ này thực sự là thông minh, là có thể trở thành một cánh tay đắc lực giúp cho con người nâng cao hiệu suất, nâng cao hiệu quả làm việc. Thì tuy nhiên bên cạnh đó, ChatGPT cũng khiến nhiều người lo lắng vì những gì nó làm được có thể dẫn đến sự cắt giảm nhân lực trên toàn cầu. Thì tuy nhiên, đây mới chỉ là các cái dự đoán, năng lực có hiệu quả của ChatGPT vẫn được kiểm chứng thêm. Thì như vậy anh thấy, thì cái điều này á, thì ông Elon lập pháp á, hãy nói AI là ngừng khoảng 6 tháng để tìm phương cách đã đi cùng, giống như là các nhà mà kỹ thuật cảnh báo quốc hội rằng là nếu quay chừng á là vấn đề năm 2024 trong đó ghế tổng thống á, thì với AI này mà can thiệp vào á thì rất là khó tiếp cận công nghệ, thì đó là những gì mà người ta đang lo sợ, có thể là AI trợ trí thông minh nhân tạo thay thế cho con người và một số việc làm sẽ bị mất. Thì ngay cả Hoa Kỳ trong tháng năm vừa rồi thì ít nhất là 3.900 công an việc làm bị mất, người ta đổ lỗi cho AI rồi. Thì từ tháng 1 cho đến tháng 5 thì ít nhất là 17.000 công an đã bị mất. AI đi là sáp nhập hay là công ty mua lại, thì lo lắng cho AI thì Cũng như tương lai nó thay đổi nhiều quá trời ơi, bây giờ đã thay đổi thân nam rồi chứ ha, tương năm lai năm nhìn nữa rồi biết sao nữa. đó thì bây giờ anh đó thì bây giờ anh đừng bây giờ anh thử làm thử, bây giờ anh viết cái quảng cáo anh vào ChatGPT thử, bây giờ anh quảng cáo, bây giờ quảng cáo thường thường anh mình quảng cáo nhà hàng hả, hay là quảng cáo cái gì mà hàng năm mình quảng cáo son nồi chảo để đến năm đó. Thì bây giờ anh vào ChatGPT rồi nói, thì bây giờ anh đọc lệnh, bây giờ viết cho tôi một quảng cáo như vậy thì nó viết như thế nào, thì anh có ngạc nhiên hay không? Nó, tại vì đúng anh Nguyễn Xuân Nam, tại vì nó thu thập, nó đưa vào những dữ liệu á rất là nhiều, khi đưa vào dữ liệu đó thì anh đưa cái lệnh là viết một cái gì đó, thì trong cái hệ thống đó nó sẽ truy tìm những dữ liệu đó nó liên quan đến cái đề tài của anh. Vậy là bộ nhớ ghê của anh Nam à. Mình nhớ kinh khủng quá. Cái thế giới ngày mai không biết mình còn sống nổi không? Hả? Không sống thì sống chứ, nếu như AI nếu như phát triển mạnh như vậy thôi, bây giờ là con người là ăn rồi ở nhà là enjoy cuộc đời thôi, như Đang đang để coi sao cứ thấy cái thế gì con tới nó sẽ tới, nó kinh không mà khủng làm quá. như vậy á, thì đa số là con người làm tạo thêm, con người lười biếng, chỉ có một số người đó, người nào đó thì họ thông minh thôi, đã còn đa số như vậy tạo cho người lười biếng thì họ cũng còn không còn động não nữa, à không? Ok, thì dưới bây giờ anh muốn nhớ một gì gì đó thì anh cố nhớ, chứ bây giờ anh nói ồ bây giờ tôi có, bây giờ tôi có một, giống như là một cuốn từ điển rồi, kỳ xưa có một cuốn từ điển thôi mình đã coi như là mình đã có như một số đã phàn nàn rồi, ủa tại sao không cố gắng nhớ đi mà bây giờ sử dụng từ điển, à không? Nhưng từ điển đó, rồi cuối cùng trở thành quen, từ điển là một trong bộ nhớ để giúp cho mình. Bây giờ trí thông minh nhân tạo này nữa, nó làm được hết tất cả mọi việc, tất cả mọi lĩnh vực, từ chính trị, từ kinh tế, từ xã hội vân vân, từ y tế, à không? Thế như vậy nếu như anh nhờ vào đó thì anh gặp anh lười biển thêm nữa thôi, thì thế nào mình Ngày sẽ mai thì chúng ta sẽ có ông Mùi đi nằm ngủ, à còn quý vị sẽ nghe tin tức với AI, với người máy. hả? Không anh biết con người ấy ai nó tạo cái dòng nội giống như anh vậy, nó nắp ok, có nghĩa là nó có cái dòng nói, nó làm dòng nói giống như anh vậy, và đồng thời anh đưa hình ảnh vào có thể làm biểu hóa hình ảnh
Còn giống như anh vậy, giống như con người thật vậy. Dạ. À, cái dòng Dạ. nói ý chang như vậy không có khác gì á. Bởi vậy bây giờ người ta sợ đến năm năm 2024 á, rồi sợ những video đưa ra ở các nhà mà bây giờ đang chạy đua vào tòa bạch ốc á, thì sợ người ta dạ giọng nói ý hệt như vậy, rồi phát âm giống như vậy, rồi tất cả những điều bộ nó khác gì. Thì trong thời gian vừa qua anh thấy tạo ra những cái chấm biểm những người này kia nọ đó, trên TikTok cũng có Snap, họ đưa ra con người ý như vậy, rồi những bằng nhạc mà chấm điểm á, hát như vậy, cái giọng nói ý giống như vậy, khác gì đó. Đó thì nghĩ rằng là đó là họ làm chơi đó, Tôi như còn vậy tinh anh vi như vậy. chiều mai mai chiều anh cũng sẽ kiếm một cô thư ký thiệt là đẹp, người máy vô sáng mai vô phòng pha ly cà phê, em mời anh Mùi uống cà phê, xong anh Mùi cần em mở computer lên không, rồi anh Mùi em có là có cần em đấm bốt không, rồi quá thú vị. Không, cái đó là bên Nhật có rồi, anh Nguyễn Xuân Nam. Nhưng có cái một một số nhà về tôn giáo ấy, về đạo đức ấy, thì người ta khuyên không nên, anh Nguyễn Xuân Nam. Nó thay thế được mà nhưng có không nên. Đó thì Lý do điều nó có như có thể cách hơi mất đạo đức ấy, thì như vậy là rồi cuối cùng rồi chứ là mất cả tính người, rồi con người không có cái cảm nhận giữa con người và con người nữa, người ta sống giá bằng máy móc thôi. Cái điều đó bên trong cộng cũng có nảy sinh cái ý đó, có bạn những cô gái mọc à đó, thì họ có quảng cáo thôi cái đó đâu. Nhưng là một số nhà đạo đức nói cho phí đạo đức quá. Thì dù như bây giờ anh muốn họ quảng cáo cho hàng, thì như bây giờ anh muốn là tạo ra một người yêu cũ của anh chẳng hạn, với dáng vóc như vậy, với khuôn mặt như vậy, với giọng nói như vậy, thì họ tạo ra cho anh thôi. Thì cũng giống anh nói đó, như về nhà có như là anh có khỏe không, anh làm mệt không, rồi mời vào anh vào phòng đấm bóp, rồi pha ly cà phê này cái nọ đó. Thì cái động thái như vậy thì tiếp xúc giữa con người con người. Thì bây giờ trí thông minh nhân tạo hiện nay ChatGPT vậy, anh đưa dữ kiện vào thì nó trả lời cho anh giống như là anh đối thoại giữa người với con người thôi, con người với con người với nhau thôi, mà thực ra đó là máy móc. Thì ghê quá anh Nam hả? Ghê quá, hơi 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 gì hơi rùng mình biết không? Nào thì bây giờ một số là sợ đang sợ mất việc anh Sơn Nam, còn vấn đề phát triển đó thì đương nhiên là phát triển thôi. Đó, thì bây giờ người ta còn sợ rằng là cái vấn đề mà nếu như phát triển mạnh như thế này á, thì cũng giống như năm 1984 vậy, là có một phim là khoa học viễn tưởng đó. Đó, năm 1984 của ai, của ông James Cameron, thì đóng người đóng vai chính thật là Arnold đó, cựu thống đốc của tiểu bang Cali. À, thì ông đóng vai là người máy sát thủ đó. Khi mà người máy sát thủ rồi á, thì người máy đó đâu có cái tâm hồn đâu. À, thì người ta sợ rằng nếu AI này cũng theo phim kẻ hủy diệt, thì người ta cũng sợ rằng là nhân loại cũng sẽ bị đe dọa Kinh khủng bởi quá, kinh khủng quá. cái AI này. Thì anh còn nhớ người ta đưa ra thí dụ như những con robot làm những binh sĩ ngoài mặt trận đó, đó. Thì người ta Mai sợ chiều rằng chi. khi mà cài những cái lập trình vào con robot này, thì sợ con robot này trở lại bắn đồng đội của mình nữa đó. Rất là sợ đó. Kinh Bởi vì trí khủng. thông minh nhân tạo AI này rất là đáng sợ. Bởi vậy ông tỷ phú Elon Musk ông nói thế này đó. Ông xin các nhà lãnh đạo và các nhà lập pháp á, có thể rằng là tạm dừng phát triển AI tiên tiến này trong vòng khoảng 6 tháng á, để có thể xem xét lại cách tiến hành một cách an toàn hơn. Vì bây giờ ông đã ông có cảnh báo nữa, thì không biết ai cảnh báo nữa không, cả riêng ông Elon Musk á, tức là ông chủ tập đoàn xe hơi Tesla về SpaceX là không gian á, ông là CEO của Twitter nữa, thì ông nói là ông theo dõi vấn đề AI này, ông sợ. Thì ông nói, bây giờ là quý vị còn nhớ năm 1984 khi mà một kiệt tác vào khoa học viễn tưởng thể loại của ông James Cameron đó,
người Mỹ sát thủ á, thì ông khi các ông nhìn lại cuốn phim đó, ông lo sợ cho cái việc tượng này. Ghê quá, không biết rồi sẽ ra sao. Cứ tới đi bắt tài rồi tính sau. Wait Wait, and see. Ok. ok, cảm Chào. ơn mười. Dạ. Tối kỳ về thì bản tin hôm nay cũng khá dài. Xin tạm dừng ngang đây. Xin hẹn quý vị vào ngày mai. Quên chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc cùng với gia đình. Và có nhiều Rồi. sức khỏe. Và xin chào anh Nam. Chúc anh Bùi về nhà người máy ra bưng cơm cho anh ăn. For sure Chào anh. tạm biệt quý Không bao vị. giờ nhà có ăn xa là phải cơm có chưa, ăn xa rồi 5 giờ là có cơm rồi.